The Kingdom, tọa độ quốc tế giá trị toàn cầu, đặt tại vị trí trung tâm của trung tâm, điểm giao của các tuyến đường huyết mạch. The Kingdom là trái tim của dự án, vị trí kết nối gần nhất đến tất cả tiện ích của Nova World Phan Thiết. The Kingdom, nơi thế giới nằm trong lòng thế giới, sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp đặt trên hồ Bán Nguyệt. The Kingdom sôi động và náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. FEC, trung tâm giải trí trong nhà dành cho cả gia đình với quy mô khoảng 3 hectare, là một trong những FEC lớn nhất khu vực, được chia thành 2009, đóng đại lửa với nhiều trò chơi ấn tượng thích hợp với mọi lứa tuổi như rạp chiếu phim 4D hiện đại, khu VR game, hay tàu điện trên không nắm trọn FEC và quảng trường. Bên cạnh đó là lâu đài băng với công nghệ phun tuyết thật đầu tiên tại Việt Nam, đem mùa đông tới Phan Thiết. Hồ Bán Nguyệt với quy mô 17.000 m², nơi soi bóng sự trắng lệ của The Kingdom. Thưởng thức ẩm thực trong không gian sang trọng bên Hồ Bán Nguyệt với chuỗi nhà hàng F&B. Được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, chuỗi khách sạn nằm bao quanh hồ có sức chứa tới hơn 1.500 phòng. Là tiếng nói nghệ thuật trong lòng The Kingdom, nhà hát nghệ thuật 1.000 chỗ sẽ tổ chức những buổi triển lãm và biểu diễn nghệ thuật. Ấn tượng với Arena 10.000 chỗ, nơi quy tụ những sự kiện tầm cỡ như cuộc thi sắc đẹp, đại nhạc hội quy mô quốc tế. Đại lộ danh vọng ghi dấu tỏa sáng của những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam và thế giới. Với chuỗi tiện ích ấn tượng, The Kingdom sẽ là tâm điểm mai của Phan Thiết, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Ngắm trọn khung cảnh của thành phố không ngủ là các dãy biệt thự hội tụ tinh hoa kiến trúc năm châu trải dài theo triền đồi. Đại diện châu Âu là vẻ đẹp Santorini với những dãy nhà sử dụng hai gam màu xanh trắng mộc mạc mà diễm lệ. Sự thanh lịch và tinh tế thể hiện qua những dãy nhà màu pastel với phần mái đầu hồi nhô cao, điểm nhấn đặc trưng của kiến trúc Bermuda, châu Mỹ. Tất cả quy tụ tại The Kingdom là giá trị trải nghiệm toàn cầu với thành phố không ngủ, giá trị du lịch, điểm đến mai, sự kiện văn hóa nghệ thuật của thế giới, giá trị kết nối nơi trái tim Nova World Phan Thiết, giá trị văn hóa quy tụ kiến trúc năm châu, giá trị bất động sản gắn liền với hạ tầng và chuỗi tiện ích. The Kingdom, tọa độ quốc tế, giá trị toàn cầu.